Tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam. Đó thì hôm nay thì mình lại tiếp tục lên chia sẻ đến mọi người các dàn siêu phẩm hiện tại bên cửa hàng mình đang có nhá. Đó, đây, trước mặt mọi người đây chính là một em siêu phẩm, dòng đấy tên gọi là Honda Winner X bản ABS mọi người nhá. Đó, trang bị hệ thống là FI rồi. Đó, mọi người đi cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Giá chỉ có 20 củ khoai. Đó, 22 củ khoai rồi nhá. Đó, xả lốp cực mạnh luôn. Kế bên chiếc AB mọi người ạ. Đó, một dòng siêu phẩm AB. Dòng này có tên gọi là AB của 2009 mọi người nhá. Đó, đời rất chưa cao luôn, giá xả lỗ cực mạnh như người, 3 củ còn có 14 củ khoai thôi. Đó. Một chiếc Exciter ơi, dòng này có tên gọi là Exciter 150 phân khối. Đó, nói chung thì thời điểm bây giờ Exciter nó rất là chuộng rồi nhá. Đó thì bên mình xả lỗ cực mạnh người, 6 củ luôn. Đó. Giờ chỉ còn có 19 củ khoai. Cùng là một em siêu phẩm một nửa mọi người ơi. Dòng này có tên gọi là Yamaha Novo 4. Đó, giờ thì xả lỗ mạnh người, 3 củ còn có 6 củ rưỡi thôi mọi người nhá. Đó, cực kỳ rẻ luôn. Đó, một siêu phẩm mới, dòng này có gọi là Sirius FI, dòng này tên gọi là Sirius FI 2015. Đó thì giá xả lỗ cực mạnh luôn, chỉ còn 9 củ khoai. Đó, xả lỗ cho người 5 củ luôn nhá. Đó, một siêu phẩm mới, dòng này tên gọi là Honda AB. Cái này thì được lên cho mình là một cái dàn áo thái rồi, cực kỳ đẹp luôn, 2009 mọi người nhá. Đã FI rồi. Cái này thì xả lỗ cực mạnh mọi người, 2 củ luôn. Đó, chỉ còn có 14 củ khoai.